Chào mọi người xem live có bị giật không? Ai trả lời cho tôi biết là cái live stream này có bị giật không? Cái khách sạn này hiện tại thì nó đang không có wifi. Và Quân thì đang phải dùng 4G, không biết có giật không thì mọi người thử ghé nhá. À bữa quên nói giảm cân đi nha. Em đỡ béo rồi mà. Mọi người xem Quân ở cái chương trình xà đầu ca từ ấy, lúc ấy là vẫn còn béo tháng trước. Cái đấy từ tháng trước rồi, lúc ấy vẫn còn béo. Bây giờ đỡ rồi. Bây giờ vẫn còn béo luôn nha anh ơi. Ok. Cũng được thôi. Mặt bớt nặng rồi nha, dáng cái bụng nữa. Bụng anh cũng bé mà. Đồ rồi. Đây là đồ rồi. Đồ lắm. Tay không đô lắm. Anh Quyền inbox gì đấy, đang livestream inbox. Em có mua máy đâu, anh đưa em nốt máy kia đi để em rồi sau em còn check inbox nhá. Không phải không check được đâu. Mọi người đợi một chút nhá mọi người nhá. Đợi mình 5 giây, 30 giây. Vì nỗi nhớ em nhiều quá, anh dành cho em hết nên không còn cho người ta. Em phải dùng giảm cân đi. Ơ mọi người cứ hay bị nhầm giữa đô với cả béo nhở nhở. Hơi béo thật. Anh giảm cân đi ạ. Anh vẫn giảm cân mà, từ tháng trước đến tháng này anh giảm được 3,5 cân 4 cân rồi. Với cơ địa anh khó giảm ấy nhá. Mà đợt này tại anh nói chung là không được tập thể thao đều đặn, nên là có thể là nhìn người nó cũng hơi xô xê một tí. Trước đây mình ở Hà Nội là duy trì là tuần nào cũng 2 trận bóng trong vòng gần 10 năm rồi. Mà từ lúc gọi là làm việc với cả chủ tịch Quyền là không đi đá bóng nữa. Nên là chắc là người nó cũng hơi xô xề một tí, chứ không phải béo. Mọi người nhìn mặt có béo đâu đúng không? Mặt trời đỡ nọng rồi đúng không mọi người? Có béo thì nó cũng chỉ ở phần dưới này thôi. Mặc đồ đen vào một tí, mình mặc áo khoác vào một tí nó lại sẽ che đi được. Béo cái này mới sợ này. Bây giờ cũng anh tự thấy anh giảm nọng rất là nhiều, rất là sướng. Chứ tháng trước nọng to quá, hoang mang quá. Ngọc Trinh thì Nguyễn, trời ơi béo quá. Ok, tôi chấp nhận hết. Tôi gọi là tôi tiếp thu hết. Ok. Còn bây giờ thì con mẹ ao luôn đây. Không kịp cảm ơn mọi người đâu. Không kịp cảm ơn từng người một đâu. Cảm ơn tất cả mọi người thôi nhá. Bye bye, chào mọi người.